Thử hết cầu 100.000, nhưng mà hôm nay không phải đi chợ nha, mà cầm số tiền này để mua lồng đèn và bánh trung thu cho bé. Let's go. Trong trăng trăng ngàn có cây đa to, có thằng cuội già ôm một môi mơ. Lặng yên ta nói cuội. Hôm nay thì tụi mình mua gần 100 cái bánh trung thu, trong đây thì có khoảng 150 hộp sữa, bánh kẹo tả, lồng đèn. Trung thu không có thiếu lồng đèn rồi. Từ từ. Đẹp không? Con này con gì? Con hỏi mày màu gì? Cái này màu gì? Màu hả? Con thích màu hồng hả? Đây, đây của con màu hồng. Con thích màu hồng hả? Hay màu xanh? Đây, của con. Cái này mua về mọi người. Không có hả? Con thích màu xanh dương hả? Đây. Trời ơi, lấy hiền của yêu mà. Hiền đó mà, hiền nó không giữ giúp nhà đó. Hả? Đây là chú bắt rồi. Có bi gì đây vậy Đức? Đẹp không? Đó, cô chú được sướng với nó này. Đây. Đấy. Đấy. Đó rồi. Đông đông. Bị ai? Bị em, anh bị em, bị em. Mỹ Kiểu hả? Tát hả? Đây tôi bắt mình nha. Rồi, sáng đèn rồi. Con thích ăn bánh không? Nè. Nè. Con thích ăn bánh này. Đây. Cái này hả? Con muốn ăn cái này hả? Cái này hả? Cái này đúng không? Hai thùng bánh, còn thùng nữa để ở ngoài. Thì mấy cái thùng bánh này là bánh ăn chay. Trời, đi tìm nhiều chỗ lắm á. Tại vì có nhiều chỗ làm bánh á, họ sẽ quét hộp gà lên. Nhưng mà mình tìm chỗ này là hoàn toàn là chay luôn. À, cái này nhân đậu xanh nữa nè. Cái này là nhân khoai môn. Đông quá, con đứng ngoài nhìn được rồi cô. Sao khóc? Trực cho lồng đèn không? Lồng đèn không? Hả? Là... Sao? Hía. Hí. Cười đi, cười đi. Hello. 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 Chúng ta cứ nhắc luôn. Muốn nghe. Muốn nghe. Ok, vậy là mình đã hoàn thành thử thách rồi nha. Một cái thử thách rất là ý nghĩa rồi. Và trong tương lai thì mình mong muốn là sẽ có rất là nhiều thử thách như thế này nữa. Các em thích cười, muốn lên cùng trăng. Hỏi ông trời trong